Xin chào anh em nhé. Anh em có thấy cái con đường này nó rất là quen không ạ? Đây là con đường mà đợt trước chuyển lắp đặt cái thuê bao mà hơn 1 km. Thì hôm nay là ông bà ở trong này là muốn chuyển cái đường điện. Đây, đợt trước là cái đường điện nó chạy dọc theo tuyến này. Sau đợt này ông bà sẽ chuyển sang cái hướng ở bên ngoài cái đường cái ấy. Nên hôm nay anh em chúng tôi sẽ vào để đi chuyển luôn cả cái tủ cáp ở bên trên này nữa. Sẽ chuyển sang hướng bên ngoài mặt đường. Đây, cái dây thuê bao rụng hết ở trên này này. Đó. Cái đợt đầu tiên mà thi công cái hộ cáp ở trên này, nói thật với anh em là nó phục vụ cho hai nhà khách hàng, một nhà ông bà ở ngoài này, một cái công ty ở trong này. Tuy nhiên thì cái công ty này họ bỏ độ tầm gần một năm nay rồi. Cái đường điện của nhà ông thì đi theo cái đường này. Đường này là hướng lên cái hộ cáp ở mãi trên kia. Thì hôm nay ông bà chuyển hết cái đường điện sang góc bên kia rồi. Đường mạng của mình cũng phải thay đổi theo thôi. Đây, cái công ty đợt trước, công ty ở trên này. Đây, bây giờ công ty xây dựng nhưng mà bây giờ họ ấy hết rồi, họ bỏ hết rồi. Đây, cái cột mà thường hay nối dây ở đây này anh em. Đó. Đây, đây là công ty đợt trước đi theo cái đường này. Và cái tủ cáp là ở mãi trên cái đỉnh đồi ở trên này. Thì lý do tại sao lại phải chuyển cái đường cáp mạng này đi? Nói thật với anh em là cái đường này nó chỉ phục vụ cho mỗi duy nhất mỗi nhà ông bà ở bên ngoài thôi. Thì ông bà ở bên ngoài, ông bà thay đổi cái đường cột điện, ông bà sẽ không đi vào cái rừng ở đây nữa. Ông bà sẽ chuyển sang cái đường cái ngoài mặt đường ấy. Cho nên anh em chúng tôi sẽ phải chuyển cả cái tủ cáp, chuyển cái tủ cáp này sang góc bên kia. Tí lên trên kia mới có 4G nhá. 4G tôi sẽ cho anh em thấy cái Google Maps nó sẽ đi như nào. Tôi hôm nay tôi vào hơi muộn bởi vì hôm nay có một số việc. Đây là cái con đường mà lên trạm đấy nhỉ. Đây là trước cái công ty họ làm đấy. Họ làm rất nhiều những bây giờ họ bỏ hết rồi. Đợi. Các hướng. Tức là anh em tôi phải tháo cái cáp to đi. Tháo cáp to xong chuyển cáp to này, chuyển cả cái tủ cáp đi. Bởi vì nếu mà không chuyển cái tủ cáp này thì nhà ông bà cũng không thể lắp được mạng. Bởi vì sang cái hướng bên kia là nó cách xa tủ cáp khoảng độ tầm 3-4 cây số cơ. Thì mình sẽ phải chuyển 1 cây số sang góc bên này nữa. Đó. Với lại nếu mà mình không lắp được cho nhà ông bà nữa thì ở đây đó, cái tủ cáp này coi như cũng bỏ không, bởi vì không còn thuê bao nào nữa. Bây giờ tủ này chỉ phục vụ cho mỗi nhà ông bà. Mình cũng muốn chuyển bởi vì cái thuê bao này nó cũng đứt thường xuyên. Nó không đợt trước toàn kéo lên trên cây keo. Không, thời gian sử dụng và nó hay bị đứt. Rồi, bây giờ anh em tôi sẽ phải đây, cái tủ cáp ở trên đây anh em. Đấy, đi vòng lòng vòng này. Đi lên trên đỉnh đồi này. Cái này trời mưa là cái xe máy không lên được anh em nhá. Ở đoạn này là đường khá là khó đi. Đó. Ui giảm. Đường này thi công cho ô tô để lên thôi. Lên cái bể chứa nước ở trên đỉnh đồi này. Thì anh em chúng tôi sẽ chỉ đi tháo cáp thôi. Còn tất cả những cái mà như kiểu kéo dây kéo giết là anh em chúng tôi không làm. Bởi vì anh em chúng tôi không có thời gian để làm cái đấy. Chúng tôi chỉ hỗ trợ là tháo cáp xuống.
xong ông bà sẽ thuê người để ông bà làm thôi. Rồi nhìn xuống dưới này hoa hết cả mắt luôn anh em. Ô cầu này bạn. À. Ba cứ phải xà khả năng vai cơ. À tính ba kéo rôn này đi đi đi. À. À. Vâng phải kéo rôn đi đấy. À. Đây nha, đợt trước là toàn kéo theo cái đường này. Đó, công ty ở dưới kia. Bây giờ là tháo hết cái cắp chính này. Tháo cắp chính cho nó sang góc bên kia. Đây, đường cáp nó đi. Không thấy đường cáp đâu nhỉ. À, trên này. Đây nha, tháo được mấy trăm mét rồi. Bây giờ phải vòng ra cái quả đồi ở bên kia để tháo tiếp. Khoảng đấy tầm khoảng độ tầm 500 mét nữa. 500 mét thì khoảng độ tầm 10 cột nữa. 8 cột, tầm 8 cột nữa. Bởi vì cái cột này là cái cột họ trồng xa lắm. Phải hơn 50 mét một cột cơ. Con đường xe thường phải cắm số 1 mới xuống này nhỉ. Nếu mà cái tủ cáp này mà không có nhà nào dùng ấy thì anh em cũng phải bốc thôi, bởi vì nó không có gì để kinh doanh nữa. Đó. Bốc trước hay bốc sau thì vẫn phải bốc. Trước này cho cả cái công ty ở đây. Đó, rất nhiều. Dùng gói net 5 đóng tiền 18 tháng. Quá khủng khiếp. Đằng sau công ty giải thể thì khoảng một năm nay rồi. Bây giờ còn mỗi nhà ông bà dùng cái đường cái hộp cáp ở trên này thôi. Ở khu này đợt trước là trồng keo nhưng mà công ty này họ lại làm họ trồng na nhưng không ăn thua.
đất này không hợp với na. Rất nhiều cây na nhỏ bé bé trên này. Hết cái khu vực này mà làm trang trại thì quá là đẳng cấp luôn. Ở đây cách xa từ đây ra ngoài mặt đường có độ tầm đường trục chính là có độ tầm 2 cây. Ở trong này là tách biệt hoàn toàn luôn. Đây anh em hình dung ra chưa? Ở trên là cái tủ cáp đúng không? Xong hướng sang bên này là hướng nam. Hướng nam thì là kéo thuê bao cho nhà ông bà đấy. Lúc nãy ông bà bảo là ở lại ăn cơm nhưng mà khả năng anh em ấy xong thì té luôn thôi. Bởi vì chiều còn rất nhiều việc cho nên là không thể ăn cơm ở đây được. Chiều còn hai cái triển khai mới nên là không thể ăn cơm ở đây được. Đang mưa anh em, trường là mưa. Đây là cái đường đợt trước là kéo đường mạng ở đây này. Từ đây, từ cái tủ cáp ở trên kia về nhà là hơn một cây số đấy. Bây giờ đợt này nó ok rồi. Đợt này sẽ chuyển sang cái đường bên kia. Đường đấy nó an toàn hơn nhiều so với đường bên này. Đây đợt trước là toàn đi dây lên mấy cái toàn cây keo ở góc bên này này. Đây anh em nhé, bây giờ phải đi xuyên qua cái xuyên qua cái rừng keo này mới đến cái điểm mà lúc trước tháo dây ấy. Lúc nãy đi xe máy vào nhưng mà không đi qua được đường này rồi anh em. Lúc nãy ở trên Google Map thì cái đường này vẫn thấy còn nguyên vẹn lắm, nhưng mà cách một năm rồi thì bây giờ nó ra như này luôn. Căn bản không có ai đi vào nữa. Bây giờ đi bộ nó còn khó khăn nữa. Vật vã phết. Lúc nãy đi xe được một đoạn, đúng một đoạn thôi. Bây giờ ở đây toàn chắc là cho trâu nó vào thôi. Như kiểu đường trâu đi này. Còn mấy cột nữa lên tháo nốt đi để chiều còn làm việc khác. À, nhầm đường rồi. Đúng đây anh em, nhưng mà mình đi sai thôi. Hóa ra đây là đường cụt, đường này không vào được. Mấy bà trên kia lừa mình. Đường này đường cụt. À, chéo lên trên đỉnh đồi này cơ. Cay nhở. Mấy bà kia bảo là đi được xe máy lên,
xong mình đi xe máy không? Trời thì đang mưa. Đấy. Nhầm đường. Nếu mà cái vào trong rừng như này mà anh em không có bản đồ thì anh em không quen đường ấy thì đi mỏi hết cả chân luôn, không biết đi đường nào, đường này nó có lên được đúng hay không nữa. Rất nhiều keo anh em, đây toàn rừng keo. Nhầm đường. Cày thế nhỉ. Đường này hình như là không thông ra. Ôi trời ơi, mệt vãi trưởng. Đây trên này không có sóng anh ạ. Ui, đúng mình đi lạc thật. Đi trèo lên mẹ rồi. Vãi xít đấy. Đây, nó bên dưới này. Nó đi nhầm rồi nhá. Mẹ. Bực thế. À đây có một cái con đường ở trên này này. Chắc mình đi nhầm thôi. À không phải. Đây là từ trên kia đổ xuống về. Đi về trên này. Hết cả hơi. Google để ăn thua. Đây là trước cái công ty đấy, họ làm nuôi. Họ định nuôi gà, nuôi ghiếc gì. Nhưng phá sản. Vẫn còn hạ tầng mạng lưới ở đây này. Đổ đây, đổ vào đây biết bao nhiêu tiền. Chưa làm được cái gì luôn. Right.